Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý, lời đầu tiên thay mặt cho ban distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the festival organizers, I would like to warmly welcome all of you to attend our right here in the beloved area of Hoàng Kim Lake, in the heart of Hanoi, capital of Vietnam. Singapore chính là một phần trong số rất nhiều những nỗ lực nhằm mang đến hình ảnh của đất nước và con người Singapore tới gần hơn với người dân Việt Nam. This festival is also part of Singapore Tourism Board ongoing effort. Và kính thưa quý vị, với những màn trình diễn văn hóa đậm chất Singapore, các tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa, sáng tạo và những món ăn nổi tiếng. Head of the Prime Minister Economic Advisory Group and President of the Vietnam-Singapore Friendship Association. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Catherine Wong, Đại sứ Singapore tại Việt Nam. Her Excellency Miss Catherine Wong, the Ambassador of the Republic of Singapore to Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Keith Tan, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore. Mr. Keith Tan, Chief Executive of Singapore Tourism, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Ms. Nguyễn Lan Hương, Chairwoman of Hanoi Fatherland Front. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. And to our journalists and media influencers, as well as our partners and friends who have always supported the Singapore Tourism Board, warmly welcome to you all and thank you for your endless support during the past years. Đó chính là nhóm Singapore Indian Fine Arts Society, WUYU và Aspirasi. It is our honor to have all of you here with us today. This is the first time that the Singapore Embassy
and the Singapore Tourism Board have sort of organized this event, this festival here in Hanoi, with the support of the Hanoi People's Committee. For all the visitors here to experience what makes Singapore special through our food, our culture, our art. And this is actually a lot more interesting than just seeing posters or photographs. You may have noticed the theme, Passion Made Possible. Of passion and energy, a diverse place. This Singapore Festival 2019 also reflects the close ties. You're right. This is a light installation created by the people of both Vietnam and Singapore, made up of many different hand-painted cookie containers. In January this year, unlike the other malls in Orchard Road, Design Culture features Singapore designers and brands exclusively. Mr. Teo Chee Hian, Deputy Prime Minister and Coordinating Minister for National Security of the Republic of Singapore, and Mrs. Teo Chee Hian. His Excellency, Mr. Nguyen Duc Trung, Chairman of the Hanoi People's Committee. His Excellency, Nguyen Quan, Head of the Prime Minister's Economic Advisory Group and President of Vietnam Singapore Friendship Association. Thank you. And now I have the honor to invite His Excellency Mr. Nguyen Duc Trung, Chairman of the Hanoi People's Committee, to come on stage and share his thoughts on the Singapore Festival 2019. Please welcome. Kính thưa Ngài Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng, Đồng Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore và Phu Nhân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội. Quý vị đại biểu, khách quý và các bạn. Thay mặt cho chính quyền và nhân dân thủ đô, tôi xin gửi tới Ngài Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng Singapore cùng Phu Nhân, các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội, các quý bà, quý ông, các bạn lời chào chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn bà Catherine Bong, Đại sứ Singapore tại Việt Nam và Ngài Kết San, Giám đốc điều hành Tổng cục Singapore, những người đã đề xuất sáng kiến phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức festival rất có ý nghĩa này. Một lần nữa xin chúc cho sự kiện lễ hội Singapore 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Những chia sẻ vừa rồi đến từ ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Kính thưa quý vị.